À, xin chào tất cả mọi người đã đến với một phần hướng dẫn của Nguyễn Hoàng Nguyên ha. Thì hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục với những phần hướng dẫn cách sử dụng cũng như những kỹ năng sử dụng Blender để modeling. Thì cái clip ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái model thật sự ha. Những clip trước Nguyên chưa thật sự model một cái gì gọi là rõ ràng hết. Thường thì Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn những cái modifier hoặc là những cái công cụ, những cái tool để mà các bạn hiểu thêm về Blender, cách làm việc của nó cũng như là những cái kỹ thuật thôi. Chứ còn về thực sự mà đi vào một cái vật thể có đầy đủ các chi tiết hình dạng cũng như là về texture cũng như là về ánh sáng này nọ rồi render lên một cái hoàn chỉnh đó, thì thật sự là từ trước đến giờ Nguyên chưa có làm một cái tutorial nào gọi là hoàn chỉnh như vậy ha. Thì hôm nay sẽ là cái clip mà sẽ mở đầu cho những cái clip sau này là một những cái hoàn chỉnh. Thì Nguyên vẫn sẽ làm nhiều về tool hơn, nhiều về công cụ hơn để các bạn có thể áp dụng nó vào trong cái model của mình. Còn về những cái clip Nguyên hướng dẫn các bạn làm những cái model mà hoàn chỉnh như thế này á, là để cho các bạn biết những cái khâu, những cái bước đi quan trọng, những cái định hình, định hướng trong đầu của các bạn. Nguyên sẽ định hướng trong đầu của các bạn những cái hướng đi gọi là những cái chuẩn, những chuẩn để các bạn bắt đầu tư duy và bắt đầu có thể model lên mọi thứ. Mục tiêu những tutorial là để cho các bạn học một lần và làm được tất cả mọi thứ, chứ không phải là các bạn học một cái và làm chỉ một cái đó thôi. Đó là mục tiêu của Nguyên, chứ không phải là giống như hầu hết câu số các tutorial họ chỉ giúp cho các bạn làm ra một cái giống như vậy thôi. Ok ha, thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào trong phần hướng dẫn của mình ha. Một trong những cái công cụ hỗ trợ tốt đắc lực nhất cho cái việc modeling của các bạn và gần như là hỗ trợ đắc lực cho mọi lĩnh vực luôn á, đó chính là Google. Thì hôm nay chúng ta sẽ modeling một cái hộp quà. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu vào bài á và vào cái phần hướng dẫn của Nguyên á, thì Nguyên muốn các bạn hãy tìm hiểu cái hộp quà nó có hình dáng như thế nào và nó có những cái kiểu dáng như thế nào so với là cái hình dáng gọi là thuần túy, gọi là hình dáng cổ điển của nó ha. Thì các bạn có thể lên Google hình ảnh và các bạn search cái hộp quà như Nguyên nó search ở đây. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều loại hộp quà cũng như là nhiều nhiều cái chủ đề khác nhau, ví dụ như là hộp quà về Giáng sinh, sinh nhật hoặc là loại handmade hoặc là những cái gì đó Tết, cũng hộp quà Tết đại khái vậy ha. Thì đó là bước đầu tiên khi các bạn quyết định mua đồ lên một cái gì đó. Thì cái phần mua đồ, cái phần hướng dẫn này cũng Nguyên sẽ nói về hộp quà. Thì hộp quà nó cũng chỉ là một cái vật thể rất là đơn giản ha, rất là đơn giản, và cái clip này cũng chỉ là một cái phần clip hướng dẫn và những cái gì rất là cơ bản thôi. Nguyên chưa định đi sâu và nâng cao bởi vì Nguyên muốn các bạn ổn định về cái số lượng tutorial của Nguyên phải ổn định ở mức cơ bản rồi đó. Ít nhất là những bạn mới chưa biết gì về Blender cũng có thể bắt đầu sau khi những cái clip cơ bản, các bạn có thể làm được mọi thứ ở những cái mức độ thấp ha. Đó chính là cái mục tiêu của Nguyên khi mà Nguyên xây dựng cái bộ clip cơ bản, và Nguyên luôn luôn nhắc lại về cái từ cơ bản các bạn. Nguyên thật sự là luôn hy vọng là mọi người luôn tập trung vào những cái nền tảng và cơ bản ha. Mọi người phải luôn 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 tập trung vào những cái đó, bởi vì những cái đó nó mới đi lên, những cái đó nó mới đi lên cho các bạn một cái nền, một cái hướng để mà các bạn phát triển lên cao, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn bỏ qua những cái phần cơ bản thì các bạn sẽ không thể làm được gì ở phần chuyên sâu hết. Khi chuyên sâu các bạn giống như là bị lơ lửng như không trung vậy, các bạn không thể lên cũng không thể xuống, các bạn giờ ở mức như vậy thôi, và bắt buộc các bạn phải đi xuống lại cơ bản, các bạn học, các bạn tìm hiểu rồi sau đó các bạn mới thể đi lên chuyên sâu mà các bạn lập trung được. Thì giờ Nguyên nói vậy thì có thể một số bạn sẽ không tin hoặc là các bạn sẽ cảm thấy nó hơi tốn thời gian khi mà cứ học cơ bản hoài, nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà các bạn lên chuyên sâu thật sự, các bạn sẽ thấy giá trị của nó. Ok, bây giờ chúng ta quay lại thôi. Thì hộp quà á, thì về hộp quà Nguyên sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn ở mức cơ bản nha, ở mức thuần túy thôi. Cổ điển là cái hộp quà ban đầu gốc nó như thế nào, còn về sau đó được các bạn sẽ phát triển lên, và Nguyên cũng sẽ show một số tấm ảnh Nguyên đã làm sau này sau khi mà Nguyên phát triển lên ở cái mức hộp quà này, từ cái hộp quà thuần túy ra ha. Thì cái clip ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua phần modeling này, rồi đi qua một chút khi làm việc với lại curve, cái đường cong ha, khi làm việc với đường cong, và chúng ta sẽ tìm hiểu về solidify modifier
một ít về subdivision cũng như về cách làm việc với subdivision. Rồi chúng ta sẽ làm việc với tester và một ít về lighting cũng như là material, mà phần lighting với material mình sẽ không đi chuyên sâu mà. Các bạn có thể xem lại clip về cycle để hiểu rõ hơn ha. Chủ yếu là clip này mình sẽ tập trung ở mức khoảng 40%, 40% ở testering và cả modeling, cả hai cái à. Ok ha. Bây giờ chúng ta đó là những cái gì mà trước khi mà chúng ta bắt đầu đi tiếp về cái phần hộp quà. Thì với hộp quà các bạn sẽ thấy cái hình dáng thuần túy của nó là một cái hình hộp. Thì đúng rồi, hộp quà đúng không? Hộp quà là một cái hộp. Thì cái hộp nó sẽ có một cái nắp, đúng không? Thường hộp quà nó sẽ có cái nắp đậy lên. Hoặc là những cái kiểu dáng hộp quà như thế này là loại bọc gói luôn á. Họ lấy bao họ gói lại luôn. Rồi. Thì từ cái hộp quà này họ sẽ phát triển ra nhiều loại hộp quà khác nhau với những hình dáng khác, ví dụ như sau đó là hình trái tim như thế này ha. Thường là hình trái tim, người thấy hình trái tim này rất là nhiều, hoặc là hình chữ nhật với những cái loại dạng như quà tặng và hình chữ nhật. Nhưng hình chữ nhật mà chung quy cũng là cái cấu trúc giống hộp quà đó. Và hình trái tim này nó khác một tí nữa, nó có những cái đường cong. Rồi tiếp theo là họ sẽ có những cái loại gì mới đây nè, cũng không rõ, ví dụ như loại này và loại này đó, hoặc là một số loại cái hình dáng như là ngôi nhà hoặc là bọc nguyên một cái đống hoa hè lá hè đây không biết. Rồi rồi đó là những cái hình dáng cơ bản của hộp quà ha. Thực ra là hộp quà hình dáng cơ bản nhất của nó vẫn là hình hộp, rồi đó họ đi lên. Thì từ cái cơ bản đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái hộp này thôi ha, còn những cái khác các bạn sẽ tự tìm hiểu cách modeling cho nó và các bạn tự đi lên cái hộp quà đó. Rồi cái tiếp theo là các bạn sẽ thấy với một cái hộp quà nó sẽ có những cái dây tua, dây ribbon á, dây ribbon, từ đó từ tiếng Pháp thì phải, việc khó ra thành ribbon. Thì cái sợi dây này là thứ nhất là nó đẹp, nó phải óng ánh lên, các bạn sẽ thấy phần chất liệu nó óng ánh lên ha, chứ không có ai lấy giấy thường á, trừ khi là những cái hộp dạng hộp mà gọi là handmade mà kiểu nhìn nó có bờ bụi á. Bờ bụi thì họ là có nhiều cái mình thấy họ dùng dây thừng loại nhỏ bọc lại luôn, chứ không có hẳn là dùng dây đeo băng. Nhưng mà ở mức cái mức thường tí á, tại vì hộp quà này thì hình như nó xuất phát từ Giáng sinh, hình như Giáng sinh những cái hộp quà được để dưới cây thông do ông già Noel đặt lên đó, thì nó được gói lại đẹp như vậy, thường là xuất phát từ Giáng sinh, sau đó người ta mới tặng sinh nhật thì người ta mới cũng không cái hộp đó luôn đó. Thì chính vì vậy nên thường nhắc tới Giáng sinh người ta sẽ thấy, bởi vì mùa đông ở bên châu Âu á họ tuyết trắng hết rồi, nó rất là ảm đạm, chỉ có màu trắng rồi cây khô là màu đen và đất núi thôi, chỉ có màu trắng màu đen rất là ảm đạm, nên họ muốn cái gì đó màu sắc hơn thì họ thường cây thông, và đêm Giáng sinh là họ có cây thông màu xanh rồi những trang trí màu đỏ màu vàng rồi rất là nhiều loại màu. Bởi vậy nên cái lưu băng của họ cũng óng ánh lên nhìn cho nó đẹp, nói chung là cho nó phá vỡ cái không khí ở ngoài ngoài kia đi, nó nhìn cho nó vui nhộn đó. Chính vì vậy nên các bạn phải quan sát và nhận xét những cái chi tiết nhỏ nhỏ, từ đại thể tổng thể lên những chi tiết nhỏ nhỏ của một cái vật thể mà các bạn quyết định modeling. Đó là cái hướng mà Nguyên muốn nói về khi mà các bạn trước khi các bạn tập trung vào modeling, các bạn phải tư duy và tìm hiểu về cái modeling trước. Thì cũng giống như các bạn làm toán hay là cái gì đó, các bạn phải nhìn đề bài, các bạn phải tập hướng đi, chứ không phải các bạn cứ thấy đề bài nó làm sao các bạn bay vô làm, đâu có biết làm gì đâu, đúng không? Các bạn phải nhìn cái bài này nó nói về cái gì, rồi nó có cái cách đều đi nó dễ dễ không rồi làm, chứ mà bay vô làm rồi biết cái gì đâu mà làm. Đó thì cái bên này cũng vậy thôi, bên modeling nó cũng vậy, animation họ cũng vậy ha. Nhưng mà modeling á, nếu như các bạn mà ra được vô mà các bạn model liền á, sẽ xuất hiện cái tình trạng đó là các bạn model bị sai, hoặc là nó gặp khó khăn, rất là khó khăn về sau. Ví dụ như ở cái mức, ví dụ như các bạn đang làm cái dây rêu băng đi, các bạn có thể dùng plane để mà các bạn extrude liên tục ra tạo ra cái hình dáng. Nhưng mà khi về sau á, các bạn bắt đầu chỉnh sửa lại cái đường đi của dây rêu băng để nó không đụng vào cái hộp quà á, thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, các bạn phải chỉnh từng từng điểm từng điểm từng điểm lại, và đôi khi nó lại không có đẹp nữa. Chính vì vậy nên chúng ta sẽ dùng curve, dùng công cụ đi theo cái đường cho cái blend nó uốn uốn lượn theo cái đường, thì chúng ta chỉ cần chỉnh sửa những cái đường thôi, và cái đường nó chỉnh sửa rất là dễ đó. Đó là những cái hướng đi mà khi chúng ta bắt đầu modeling. Thế mà đó là ribbon buộc lại, thì riêng các bạn để ý cái phần buộc này nó rất là khó khó modeling, và nó cũng rất là nhỏ nên ít ai để ý, nên chúng ta sẽ bỏ qua cái phần đó thôi. Chúng ta sẽ làm gọi là giả thôi, làm giả cho nhìn nó giống thôi, chứ còn chúng ta sẽ không tập trung lắm. Còn nếu như mà các bạn animation nguyên cái việc mà tháo cái dây ribbon này để mở hộp quà thì có thể các bạn sẽ phải dùng những kỹ thuật khác, thì lúc đó tự các bạn phải tìm hiểu thôi, chứ Nguyên không hướng dẫn ở đây. Rồi rồi đó là những cái mà các bạn còn phải chú ý
và cái hộp quà tiếp theo là các bạn sẽ thấy những cái dạng hộp quà của mình trơn như thế này á, nhìn thì cũng bình thường á nhưng mà nó khá là chán, nó hơi là chán, nhưng mà với những cái hộp quà có sự bắt mắt như thế này nè, những hộp như ví dụ như hộp này nè, các bạn sẽ thấy nó có một sự bắt mắt nhất định bởi vì nó có cái hình ở trong cái hộp, và cái đó gọi là tester, tester để dán lên, vì những cái clip trước mình đã nói rồi thì hầu hết các bạn sẽ thấy những cái hình, những cái hộp quà có phần tester này, đặc biệt là những cái hộp quà có tester có hoa văn khá là phức tạp và đẹp như thế này á, nó sẽ tạo ra một cái nhìn thiện cảm hơn giữa người nhìn với lại cái hộp quà đó. Nên Nguyên với cái clip này á, Nguyên sẽ hướng dẫn thêm vào thằng tester và hướng dẫn khá là kỹ so với những clip trước, hướng dẫn khá là kỹ ở clip này luôn. Rồi thì cái cách gói quà thì có thể họ gói như thế này, họ gói xuyên qua cái hộp, người ta phải buộc phải tháo cái hộp ra để mà tháo tháo cái dây ra để mà lấy được cái nắp lên, nhưng mà cũng có cái loại lúc nãy mình bấm rồi ta, cái loại lúc nãy mình bấm nó đây, nó bọc ở trên cái nắp thôi ha. Nó chỉ bọc ở trên nắp mà chỉ cần các bạn nắm nắm cái dây đó kéo lên một phát là nó ra, là nó lên thôi. Ok hiểu ha, hiểu, để chúng ta có thể định hướng trước là chúng ta nên làm loại nào, bởi vì đôi khi các bạn animation các bạn không cần thiết và phức tạp đến mức mà các bạn tháo dây nó sẽ tốn thời gian, thì các bạn có thể làm kiểu này cũng được cho nó nhanh, không ai bắt bẻ gì cái chuyện này đâu, các bạn cứ yên tâm về chuyện đó ha. Rồi hoặc là những cái loại có hình có nằm ở một bên chứ không phải nằm ở giữa như thế này, nó cũng có một cái nét đẹp riêng, nó có vẻ thanh nhã. Được rồi ha, vậy là về phần hộp quà, về hình dáng và những cái hướng đi đó là Nguyên hướng Nguyên nói phân tích về cho các bạn biết về định hướng của nó. Thì tổng kết lại, thứ nhất là các bạn phải làm cái hộp, cái hộp cái hai bộ phận là cái đáy hộp và cái nắp hộp, và bên trong hộp nó phải rộng, nó như các bạn muốn đặt một thứ gì đó trong bên trong hộp, còn nó như cái hộp này các bạn làm để làm phụ cảnh á hoặc làm nền thôi á thì các bạn có thể làm một khối luôn cũng được, không còn bên trong rỗng. Rồi nhưng mà Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách để mà làm cho nó bên trong nó rỗng luôn, là các bạn muốn đặt gì trong đó thì đặt rồi xong rồi keyframe animation cho nó cũng được. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải có dây ruy băng nha, dây ruy băng và buộc, cách buộc như thế nào, chỉnh sửa dây như thế nào. Rồi thì Nguyên sẽ hướng dẫn thêm một chút nữa là cái cách đưa dây như thế này ha, để tạo ra một cái thiệp như thế này nó sẽ ok hơn, nó sẽ gọi là có một clip nó dài hơn một tí, nhưng mà các bạn sẽ biết được thêm một kỹ thuật, cũng như là chúng ta sẽ bằng cuối cùng là chúng ta sẽ tester rin nó lên, tester rin nó lên, chúng ta sẽ áp chất liệu lên rồi cho nó có hoa văn gì đó cho nó đẹp. Đó là về phần nội dung của series clip nữa. Clip này mình nghĩ sẽ có khoảng 3 bài clip. Thì bởi vì cái clip thứ hai là không có liên quan gì đến 3D hết, mà clip thứ hai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng Photoshop để mà các bạn làm việc với tester. Thì tới đó rồi mình sẽ nói tiếp ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tập trung vào trong cái phần modeling trước đi đã ha. Rồi bây giờ thì bật Blender lên ha. Từ từ á, mọi người phải kiếm một cái mẫu để mà cần làm. Chắc khỏi khỏi cái mẫu á, tự tự chế. Tại Nguyên cũng làm một số cái mẫu rồi nên Nguyên có một ít kinh nghiệm khi mà làm cái mẫu hộp quà này. Chứ nó chỉ thực sự nó chỉ khó ở phần tester thôi chứ nó không khó gì hết. Tạm tắt đây ha, mình tập trung ở đây. Nguyên sẽ rồi được rồi. Rồi hiện thì đang dùng Blender render tùy chỉnh một số thứ và có một cái hộp, và những cái này mình sẽ tới hai đi ha, mình chưa có cần. Rồi để bật cái Green Sky lên. Rồi các bạn sẽ thấy phần tím tắt ở đây như mọi lúc, như mọi lần mà làm clip ha. Rồi bây giờ á có hai hướng cho các bạn khi mà các bạn làm về cái hình dáng của cái hộp. Thứ nhất là nếu như các bạn làm cái hộp mà nó không có rỗng, nó chỉ là một cái hộp chỉ làm nền để mà đặt xuống đất thôi, hoặc là một cái nhân vật ở đó cầm cái hộp đi lung tung thôi, nếu không có mở cái hộp đó ra thì các bạn có thể làm rất là đơn giản. Thì các bạn tờ trong cái clip này mình sẽ ghi là cái hộp quà, đó tên nó là cái hộp quà đó. Rồi thì rất là đơn giản, các bạn vào Edit Mode và các bạn tạo thêm một cái lớp ở khoảng nào tùy các bạn canh chia cái tỷ lệ cái nắp với lại cái hộp như thế nào đó. Rồi các bạn về face, các bạn chọn những cái phần trên, bạn bấm E để mà extrude ra, không thể chụp Z ha, Shift Z để không thể chụp Z. Những cái kiến thức này là những thứ cơ bản, các bạn có thể xem ở những clip hướng dẫn modeling cơ bản. Cái này nó hơi nhiều quá nè. Rồi lưu lại ha, mình sẽ lưu lại là quà xấu ha. Đây là có 5 hộp quà đã làm sẵn ở đây, làm từ trước, Nguyên luôn luôn chuẩn bị kỹ trước khi mình làm một cái tutorial để tránh trường hợp đang làm một cái gì đó gặp vấn đề thì phải làm lại tutorial rất là mệt. Thì lưu ý cho các bạn khi mà các bạn làm phần extrude ra á,
cái độ dày này nè. Cái độ dày này không phải là các bạn muốn tăng bao nhiêu cũng được, mà cái độ dày là độ dày của giấy á. Độ dày của giấy để mà làm ra cái hộp. Các bạn hiểu không? Nghĩa là cái hộp nó sẽ cái nắp nó sẽ chồng lên trên để mình kiếm cái hình nào mà hình gọi là thật ha. Cái này có bé thật không? Không. Cái này thật đi ha. Thì cái hộp thật á thì cái đoạn đó là cái đoạn độ dày của giấy á, các bạn hiểu đúng không? Cái độ dày của giấy để mà cái nắp nó đè lên trên cái thân. Đó. Chứ không phải là các bạn muốn tăng bao nhiêu thì tăng. Và tùy vào chất liệu của giấy mà các bạn quyết định là cho nó dày bao nhiêu. Thì tốt nhất là các bạn nên ra ngoài tiệm các bạn xem được cái một cái hộp quà thật sự nó như thế nào. Là các bạn làm cho đúng. Thì thường là nó lên to to một xíu à. To một xíu có thể là giấy nó không dày như vậy nhưng mà họ làm bìa họ độn thêm cho nó dày lên chút để mà khi nó cầm nó chắc chắn á, tại vì người ta thường sẽ cầm ở trên cái nắp nên người ta bung lên, mà nếu như mà cái nắp không chắc chắn thì nó sẽ bị gãy đó, thì các bạn phải chú ý về phần đó ha. Rồi nhớ là lưu thường xuyên để tránh trường hợp đang xài cúp điện cái ngồi khóc luôn. Ok, thì nếu như mà các bạn làm cái model mà cái hộp nó không có mở ra thì chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Là xong cái hộp rồi, rồi chúng ta làm dây đưa băng là xong đó. Nhưng mà vì Nguyên hướng dẫn cho các bạn luôn về cái cách mà mở hộp, làm một cái hộp nào có thể mở ra được, nên bây giờ Nguyên làm luôn ha. Nguyên làm muốn đặt cái gì trong đó cũng được. Thì khi mà các bạn chọn tất cả những cái face ở trong một cái object ha, một cái vật thể, chọn cái face nào các bạn muốn tách ra làm hai vật thể riêng, thì Nguyên muốn tách cái này ra một cái dưới là một cái thân hộp và một cái nắp hộp. Hiện nay là với một và dưới là thân hợp cái nắp hợp, thì Nguyên chọn cái face là các bạn muốn tách ra, mình bấm B, nó sẽ separate rồi, chia ra thì selection nó sẽ chia những cái chỗ face mà mình chọn ra làm hai. Thì bạn có thấy nó ở đây nó cập nhật làm hai ha, thì mình nó đang chọn á thì đang chọn hộp quà nhưng mà đang ở trong edit mode của hộp quà, đang chọn hộp quà không một và hộp quà nhưng mà đang ở edit mode của hộp quà, nó sẽ sáng lên như thế này ha. Bạn đang active là active, cái nào sáng hơn là active. Rồi và cái chúng ta đang ở edit mode thì nó sẽ hiện như thế này, nó sẽ hiện vòng sáng của edit mode. Rồi sau đó chúng ta bấm tab, chúng ta sẽ thấy chúng ta đang chọn hai cái object ha, rồi, object này object trên object dưới. Rồi sau khi các bạn quyết định giữ cái hộp như thế này thì bây giờ rất là công việc còn lại rất là đơn giản thôi các bạn. Về có hai cách cho các bạn mà mình sẽ hướng dẫn như giới thiệu luôn cái solidifier ở đây. Một á, bây giờ mình sẽ làm hai cái này ha. Một là các bạn dùng modifier solidify ha, không biết đọc solidify là đọc solid nữa, solidify nữa, chắc solidify đó. Thì cái solidify này nó sẽ tạo độ dày cho cái hộp. Thật ra thì nó là một cái kỹ thuật giống như là các bạn để bây giờ mình nói xong là mình nói nó cũng giống như cái này thôi. Thì ở đây á, nó có phần các bạn sẽ thấy phần thích này là phần độ dày ha. Độ dày hiện nay là 0.01 unit, nếu như các bạn tăng lên một thì nó sẽ dày một unit, một đơn vị ha. Đó, như thế này chúng ta có thể giảm nó xuống, thì thường giấy nó không dày tới mức đó, chúng ta sẽ dễ dày xuống khoảng 0.021 thì nó dày cỡ này thôi, mình nghĩ cái hộp quà nó sẽ dày cỡ này. Như thế là phần offset, offset là trong hay ngoài thôi, trừ một là ở trong và một là nó ra ngoài, nghĩa là cái độ dày của nó hướng về trong hay hướng ra ngoài, các bạn hiểu không? Nó như trừ một là nó hướng vô trong, còn một là nó hướng ra ngoài. Okay, ha. Thường mình hướng vô trong. Cái claim này là mình không biết, mình chỉ nói một số cái mình biết thôi. Cái nào còn thiết ha. Cái flip normal là lật ngược để làm cái tester, thì nữa voice tester sẽ nói rõ hơn và tự động các bạn sẽ hiểu về cái flip normal này. Phần material index offset mình không nói ha. Phần inner outer với lại rim thì cái này tí nữa qua subdivision sẽ nói kỹ hơn. Chứ giờ nói các bạn cũng không hiểu. Rồi ok, thì đó solidifier nó sẽ tạo ra cái độ dày cho cái vật thể của bạn. Nhưng các bạn để ý khi mà nguyên tắc nó sẽ tạo nó sẽ các bạn sẽ nhìn thấy mặt trong của cái plane. Cái này là bốn cái plane đúng không, bốn cái lens, năm cái lens, và cái này là mặt ngoài của plane và đây là mặt trong của plane. Thì khi các bạn đáp xét trường một nó sẽ tạo ra cái độ dày cho bên trong nè. Ok, thì thực ra cái kỹ thuật nó cũng đơn giản thôi, đó là khi các bạn mình nhìn tắt nè, tạm như mình không có dùng cái solidifier này ha, không có dùng solidifier này. Thì khi các bạn bấm tab, các bạn chọn hết tất cả các face bên trong, cái face chứ không phải bên trong nữa, mà tại vì nó có một face rồi mà. Các bạn bấm E, sau đó bạn extrude vô cho shift Z ha, shift Z rồi ta nâng lên một tí, SZ rồi còn này ha. Đây là cũng là một cách để solidify, nhưng mà các bạn sẽ thấy nó có một cái sự phức tạp, đó là các bạn phải extrude vô trong
Là cái thứ nhất, cái thứ hai á là các bạn phải canh chỉnh cái tỷ lệ giữa cái thằng này với thằng này. Như các bạn này thấy á, khi mà mình extrude nó vô á, nó sẽ có một cái hiện tượng đó là tất cả vào trong như thế này ha. Và như vậy là cái phần phía trên nó bị tù xuống nè, phần phía trên này bị tù xuống mà mặc dù là cái khoảng cách này nó giữ được, nhưng mà chúng ta phải chỉnh lại những cái chỗ này. Ví dụ như chúng ta phải scale nó lên, di chuyển cái này lên đây đó, mất công sự phức tạp ha. Cái lúc nãy mình dùng là công cụ snapping tool, các bạn sẽ có thể xem clip snapping tool mà nó bật sang mặc định là vertex, thì chúng ta có thể canh chỉnh với vertex đó. Ngoài ra chúng ta phải control n để mình nó flip normal lại. Các bạn sẽ thấy hồi trước nó lấy những cái mặt phía trong nè của tester nè, nhưng mà cái món control n để nó lấy cái mặt ngoài này. Đó, đôi khi các bạn thấy những cái hình của mình nó tự nhiên nó bị màu nó khác thường á, nó hơi tím tím, là các bạn hiểu là cái mặt nó đang bị lỗi về normal. Để các bạn bấm control n, chọn những file đó, bấm control n để nó lật ra ngược lại đó. Thì về tester tí nữa mình cái clip thứ ba mình sẽ nói rõ hơn để các bạn hiểu. Thì đó, thì thay vì chúng ta dùng cái công cụ Solidifier, chúng ta có thể dùng Extrude, nhưng mà dùng Extrude nó có một cái lỗi là chúng ta phải làm nhiều công đoạn hơn, và việc chỉnh sửa lại cái vị trí của nó rất là phức tạp và khó khăn. Thì thay thay vì vậy á, chúng ta có thể dùng Solidifier cho nó tiện ha. À, bây giờ thì bấm được rồi. Rồi, chúng ta dùng Solidifier cho nó tiện nha. Đó, nó tự động tạo ra độ dày. Thì nó có một cái bất lợi là gì, tí nữa mình sẽ nói luôn ha. Tí nữa quay thằng Subdivision mình sẽ nói kỹ hơn. Rồi, các bạn bấm Alt H để chúng ta mở lại cái này. Thì cái này cũng tương tự vậy thôi ha, cũng tương tự như cái kia, nhưng mà các bạn đã canh sẵn cái nắp hộp nè, canh sẵn rồi nên bây giờ chúng ta xóa thì cũng hơi phí. Nên thôi chúng ta sẽ làm giống như cái lúc nãy ha. Chúng ta sẽ chọn cái mặt này và chúng ta extrude, yes, đưa lên đây, bấm F để mà nó lắp cái lỗ này lại ha, phép là fill hole ha. Rồi đó, thì cái hộp này nó sẽ có hai bộ phận như thế này, và các bạn có thể bỏ cái thứ gì trong hộp cũng được, nếu như các bạn thích animation nó, hoặc là các bạn dạng như render cái dạng mà nó mở nửa hộp nửa không á, nó như vậy nè cũng được ha. Tùy mọi người thôi. Ok, vậy là xong cái hộp nha, xong cái hộp. Thì bây giờ Nguyên sẽ nói về phần subdivision surface để mà chúng ta làm ra cho cái hộp này đẹp hơn. Cái này hình như Nguyên nhớ là Nguyên chưa có nói bao giờ sao á, và khi anh hắc cái mấy cái khỉ này nó xuất hiện, cái len thì mình không cần nữa. Xóa luôn. Thì subdivision surface đây, nó là nói kỹ ha, nó là phân đều lưới ra, chia đều lưới ra. Nó nhưng mà khi mình tắt cái hiện nay là sẽ đi là một, nghĩa là bạn chia ra thành một ha. Nếu mình tắt cái này đi, các bạn sẽ thấy khi mà mình chọn hết, chọn hết bạn W và có subdivide. Subdivide, khi mình bấm subdivide nó sẽ chia ra cái mỗi face nó chia thành bốn face khác nhau. Thực ra là cứ mỗi một đường á nó sẽ chia đôi, các bạn sẽ thấy mỗi một đường nó chia đôi và nó kết nối tất cả những điểm gần nhau lại tạo ra bốn cái face. Đó là cái định nghĩa cơ bản nhất về subdivide đó, như thế này ha. Và khi mà mình subdivide thêm smooth, có nghĩa là những cái điểm mới tạo ra nó sẽ co lại, nó co lại vào trong, cũng không hẳn là vào trong, nói chung nó sẽ tạo ra một cái đường tròn á, tạo ra đường nó cố gắng tính toán nó tạo ra một cái đường tròn thật là đẹp cho các bạn. Thì ý nghĩa của việc dùng subdivide này nghĩa là gì? Đó là giúp cho cái bề mặt của các bạn trở nên mượt hơn rất là nhiều. Như các bạn để ý á, khi mà mình tạo ra một cái circle nè, cái circle này được tạo ra bởi 32 cái điểm. Cái circle là đường tròn đúng không? Các bạn nhìn thấy tròn, nhưng thực tế các bạn để ý kỹ á, nó sẽ là những cái điểm và đây là một cái đường chứ nó không có tròn. Ok, nó là một điểm ở đường tròn, nhưng mà vì nó có nhiều quá nhiều đường tròn nằm cạnh nhau, nó nhiều có nhiều đường thẳng nằm cạnh nhau nên nó trở thành một cái đường tròn. Và chính vì cái gọi là tư duy cái trong cái não mình nó xử lý như vậy á, nên mới ra đời cái subdivide này. Nó sẽ phân chia ra loại nhiều loại lưới, nó khiến cho cái bề mặt của mình nó sẽ nên tròn rất là nhiều. Các bạn thấy nó dần dần nó tròn đấy không? Đó. Và nó bị có hai vấn đề phát sinh khi các bạn nhìn subdivide lần đầu tiên, đó là đột nhiên nó mất hình dáng hình vuông của cái nắp đó, cái nhất. Cái thứ hai là nó bị cứng như thế này nè, cứng 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 cứng, nó giống như là một cái gì đó nó không có được mượt, nói chung là vậy ha. Bởi vì nó đang subdivide một cách rất là thô, nó chỉ chia chia ra xong nó gom lại thôi, chia 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 ra gom lại.
Thì khi đó các bạn sẽ dùng cái lệnh smooth, shading smooth. Khi smooth rồi thì tất cả những đường nó sẽ trở về cong chứ nó không có thẳng. Các bạn hiểu không? Những cái đường nó sẽ trở về cong mà chứ nó không có thẳng. Bởi vậy nên nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn hẳn. Và các bạn sẽ thấy nó hơi nhìn nó vẫn còn hơi thô đúng không? Đó là bởi vì á cái vật thể của mình á là mình đang mới chỉ có 4 điểm nè, ở trên nè, và 4 điểm ở dưới, và nói chung là rất rất là ít điểm. Và khi các bạn nhân 3 lên thì 4 nhân cho 3 hay là 4 mũ 3 ta. Hình như là 4 mũ 3 á. 4 mũ 3 lên thì không có bao nhiêu, không có nhiều điểm. Bởi vì nó không nhiều điểm nên nó không có đẹp. Nên nếu như mình tăng lên 4 thì các bạn sẽ thấy nó mượt hơn. Và chính vì vậy nên các bạn phải tính toán rất là kỹ cái chỗ này khi mà các bạn quyết định modeling những cái chất gọi là high poly, những cái realistic có vẻ có độ chân thực cao á. Các bạn phải biết tính toán đó là nếu như cái bề mặt lưới của các bạn đang thực hiện á nó có quá nhiều đường rồi á thì các bạn đừng nên tăng subdivision quá nhiều. Ok, các bạn phải hiểu, vì muốn các bạn hiểu về cái subdivision này chứ không phải là các bạn cứ thấy là người ta tăng 4 là mình tăng 4, người ta tăng 5 là mình tăng 5. Đó. Mình phải biết mà mình tính toán ha. Nếu như mà cái bề mặt này á nó quá nhiều sụp đi, ví dụ như bây giờ mình tăng thêm khoảng hai ba cái lớp này đi, các bạn sẽ thấy á, là cái sụp đi, cái vì nó tăng thêm lớp này nên những giữa cái lớp này nó sẽ nhân 4 ra tiếp, nó tạo ra 4 đường tiếp. Và ba ba này là ba ba nhân 4 luôn nè, ba nhân 4 thật ra không phải ba đâu, nó tạo ra năm cái mặt phẳng nè, hai bốn cái mặt phẳng này tạo ra 4 nhân 4 là 16 cái đường, nó tạo ra tiếp 16 cái đường nữa, là cái máy nó sẽ tính toán lên thêm 16 cái đường đó. Và như vậy là nó không có gọi là tối ưu mà. Chính vì vậy là đôi khi mà các bạn làm những cái vật thể rất là đơn giản nhưng mà tại sao rendering nó rất là lâu, đó là lý do bởi vì các bạn subdivision không đúng. Ví dụ như ở cái hình này ha, hình tròn này nguyên để mức 4 là đẹp rồi, như vậy là đẹp rồi, khi lên tester đồ này nọ, chất liệu này nọ, người ta sẽ thấy nó đẹp hơn. Chứ bây giờ các bạn tự nhiên các bạn tăng lên 5 để cho nó gọi là ngầu nhìn cho nó ngầu thì các bạn sẽ thấy nó chỉ tốn thêm bộ nhớ chứ cũng chẳng cái được cái gì hết. Các bạn thấy không, này là 4 nè, 3.600 nè, tăng lên 5 là lên tới 14.000 luôn, nhưng mà hai cái y như nhau à. Các bạn sẽ thấy hai cái y như nhau, không khác gì chút nữa đó. Bởi vậy nên các bạn phải biết tính toán chỗ này à. Và nhớ tăng view ở đâu thì tăng render ở đó. Thì cái này mình như mình đã nói rồi nè, cái view là nhìn ở đây thì nó tăng gấp 4, render nó cũng tăng gấp 4. Mà đôi khi mình thích render ở 4 nhưng mà mình muốn view 2 thôi, để giảm cái áp lực cho máy á, cho máy tính nó không xử lý nhiều thì mình có thể giảm xuống 2, mình cứ nhìn tổng thể thôi. Đó hả? Đó là những cái gì mình muốn nói về subdivision. Rồi, đó là giải quyết cái vấn đề thứ nhất và cái chuyện nhìn nó cứng ha. Giải quyết cái vấn đề thứ hai là nó bị thay đổi cái hình dạng. Nó cong lại thành một cái hình tròn rất là đẹp, rất là đẹp. Nhưng mà nó không có đúng ý mình. Thì á, các bạn nào đã từng xem cái clip mình đã dịch ra cái Artifact Subdivision thì họ cũng có nói, nhưng mà họ nói theo kiểu cho những người đã biết rồi thôi. Cho những người đã biết rồi hoặc là chuyên sâu về 3D, có kiến thức nền tảng vững. Còn với những người chưa biết á, thì các bạn hiểu như thế này là khi mà ví dụ như cái đường như thế này ha, cái đường như thế này á thì nó sẽ chia nhỏ 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 ra, sau đó nó cong, nó chia nhỏ 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 tới đường này rồi nó cong như thế này, hơi xấu tí ha, nhưng mà nói chung là các bạn hiểu, nó sẽ cong, ok ha. Nếu như mà chúng ta đặt một cái đầu này xấu, nếu như chúng ta đặt một cái đường ở đây, là mặt đặt một cái đường ở đây đó, thì bắt đầu nó không có chia như vậy nữa, mà cái chỗ này nè nó sẽ không phải là nó cong như vậy đâu. À, nó không phải cong như vậy mà nó sẽ là như thế này. Delete. Ops, tự nhiên nhiều quá ta. Nó sẽ cong như thế này, nó lên nè. Thẳng nè, rồi nó mới cong. Các bạn sẽ thấy chỗ này nè, nó lên sẽ thẳng một tí rồi nó mới cong xuống đều. Đó là vì cái đường này nó bắt đầu nó chia nhỏ nhỏ chỗ này ra, chính vì nó chia nhỏ nhỏ mà nó gần gần nhau như vậy nên nó nhìn nó rất là thẳng. Hiểu không? Các bạn hiểu chỗ này ha, nó rất là thẳng. Thì tốt nhất là các bạn nên xem cho nó kỹ cái chỗ mình thao tác chỗ này để mà cho các bạn làm việc dễ làm việc hơn với những cái dạng subdivision này. Thì với việc các bạn muốn bo những cái góc cho nó thẳng nha, cho nó nhọn á, cho nó chọn những chỗ này nó không có tròn nữa thì rất là đơn giản, các bạn sẽ còn thấy F clip, thêm F clip đó, bắt đầu nó thẳng rồi không, nó thẳng ra rồi nè, tiếp tục hả, F clip bốn bốn đường, chỗ nào có đường mà các bạn muốn cho nó thẳng thì các bạn thêm F clip thoải mái đó. Bắt đầu nó thẳng rồi đó, nhưng mà cái chỗ này nó còn cong nè, các bạn có thấy nó còn hơi nhấc xuống thì chúng ta sẽ thêm ở đây, để nó lên rồi.
chúng ta sẽ thấy đó rất là đẹp. Nhưng mà cái phần ở dưới này thì chưa, phần bên trong nhé, phần bên trong này thì chúng ta chưa thêm nên chúng ta sẽ nhìn thấy nó hơi cong nè, mặc dù là vẫn còn đang sập đi nè, nó hơi cong nên chúng ta phải thêm ở bên trong nữa và ở đây nữa hơn. Thì riêng cái G á, đáng ra là chúng ta phải thêm vào chỗ cái G luôn á, chỗ cái G này chúng ta phải thêm hai cái lớp, một cái lớp ở đây để cho nó đẹp, một cái lớp ở đây để nó đẹp. Nhưng mà nếu như các bạn muốn, các bạn có thể bỏ cái lớp chỗ đó đi cũng được, tại vì cũng chẳng ai nhìn thấy chỗ đó, nhưng mà là nhìn nó sẽ hơi cong cong tí. Rồi đó, thì tại sao á, chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao mà cái hộp này với lại cái hộp này nó cũng như nhau, mà tại sao chúng ta phải thêm lớp thì làm gì, đúng không? Đó, hai cái hộp cũng thấy y chang, khác chút. Lý do tại sao thêm lớp làm gì, đó là bởi vì á, trong thực tế cuộc sống không có cái hình dáng nào mà có một cái gọi là cái nhọn, gọi là nhọn tuyệt đối. Các bạn để ý ở góc tường, góc bàn, thậm chí là dao luôn, dao của các bạn thấy rất là nhọn, vì gọi là cái đường gọi là cái góc tuyệt đối luôn á, nhưng mà nó vẫn không như vậy. Các bạn nhìn vào bô đi, các bạn có thấy mọi nơi, nhưng mà nó không có bao giờ nó gọi là một cái góc nhọn hoàn toàn, mà nó sẽ luôn luôn tù, nó luôn luôn có cái dạng, có cái đường cong, gọi là bị bo tròn lại. Cái lý do là bởi vì chúng ta cái những cái đường đó thường nó không có tồn tại lâu, khi mới sản xuất ra thì nó có thể như vậy, nhưng mà sau khi mà va chạm nhiều á, nó bị ma sát á, nó sẽ mất đi những cái lớp ở trên đó, bắt đầu nó tạo ra một cái đường cong, là nó hơi cong 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 chút. Chính vì như vậy nên chúng ta mới có cái subdivision này. Và như các bạn thấy á, với hai cái hộp nữa, một cái hộp thẳng và một cái hộp đã được cong rồi á, các bạn sẽ thấy cái phần ánh sáng nó chiếu vô chỗ này nè, đó bắt đầu nó tạo ra sự chênh lệch giữa hai điểm, nó rất là đẹp, giữa hai cái mặt phẳng rất là đẹp, mặt trên sáng nè, mặt trời dưới nó hơi tối, nhưng mà cái chọn ở giữa nè, nó sẽ giúp cho giải quyết được cái chuyện đó, nó chảy đều xuống khiến như cái tác phẩm của mình đẹp hơn. Thay vì giống như cái này á, các bạn sẽ thấy một cái sự gọi là chênh lệch rất là rõ, thấy không? Nhìn ở đây nhìn ra rõ nhất nè, phần trên này nó sáng nè, nó phản chiếu ánh sáng vô nè đó, và chồng nó chảy đều qua bên đây đen, nhưng đó bên này nó rất là thẳng, nhìn nó rất là giả. Các bạn thử render cái chịu chỗ này nhìn nó rất là giả đó. Nói lý do tại sao phải có phần subdivision hả? Mình nó cũng có rất là nhiều gọi là lý do. Sau này khi các bạn mua lên lên cao, các bạn sẽ hiểu tại sao cái subdivision nó lại mạnh và bất kỳ phần mềm nào cũng phải có, và tại sao họ không cùng những cái cách nào dễ hơn. Ok ha, đó là những cái có là hai cái phần mình muốn lưu ý cho các bạn về phần subdivision. Sẽ phải tí nữa mình làm rất là nhiều, cũng như về những cái clip sau á, clip và modeling sau mình sẽ chỉ làm thôi chứ mình không có nói. Còn các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn xem clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn, hướng các bạn xem clip này ha. À, trời mưa. Kệ mưa cho nó mát ha. Quay cái quạt tí để nó không có đụng cái micro. Rồi. Rồi, tiếp tục. Cái này cũng giống như cái trên đó, chúng ta sẽ tạo subdivision. Nhưng mà để mình nói thêm một cái nữa ha. Quên. Đó là khi các bạn tạo subdivision, nó xuất hiện một cái tình trạng đó là tạo rất là nhiều điểm ở cùng một cái vị trí như thế này. Chính vì vậy khi các bạn muốn hiệu chỉnh lại cái chỗ này, các bạn sẽ hơi bị phức tạp. Nó sẽ hơi phức tạp cho các bạn. Bởi vậy nên mình khuyến cáo là các bạn nên subdivision ở những cái bước cuối cùng của modeling. Các bạn hiểu không? Chúng ta phải tạo ra cái khối cơ bản trước. Như mình nói, mình hay nói là base mesh. Chúng ta phải tạo ra một cái khối chỉnh chuẩn của nó trước này ha. Chúng ta tạo ra khối chuẩn của nó trước đi, rồi sau đó chúng ta mới gọi là xong hết chi tiết rồi, mọi thứ xong hết rồi, xong xuôi rồi, nhưng mà chưa chưa sập đi bây giờ ha, nó vẫn là cái khối thô, rất là thô. Rồi xong hết rồi, bắt đầu bấm sập đi lên, bắt đầu chúng ta mới thêm lưới những cái chỗ này để chúng ta hiệu chỉnh lại cái độ sắc nét của nó đó. Và đôi khi chúng ta phải tính toán rất là nhiều thứ, bởi vậy nên các bạn cố gắng là thêm lớp để cho subdivision ở những cái giai đoạn cuối nha, những giai đoạn cuối của tác phẩm, chứ đừng có nên bao giờ giữa giữa thích cái thêm cái rồi sau này sửa lại tự nhiên thấy không nó không tốt, không tốt cái sửa lại đuối luôn á, thiệt. Không thôi, các bạn không tin các bạn có thử. Ok, tại vì cái hộp này là chúng ta xong rồi, chúng ta tạo xong hình dáng của hộp rồi nên chúng ta sẽ không còn làm gì nhiều hết. Và tương tự như cái này cũng vậy thôi ha, chúng ta sẽ thêm subdivision đâu rồi, đây, và nó bị cái hình trạng bo lại ha, mình sẽ smooth nó. Các bạn đóng W á, trong đây nó cũng có cái size smooth nè, về face size flat nè, cũng giống như trong cái đây đâu đây smooth shading mode nè, cũng tương tự thôi,
Nhưng mà cái kia được cái là bấm nhanh hơn, ví dụ như các bạn đang ở đây là bấm W bấm xuống thôi, còn cái này phải bấm T chỏ chuột vô đó, thì thích cái nào là cái đó. Không đơn giản ha. Thì chúng ta sẽ làm như cái lúc nãy, chúng ta sẽ thêm những cái lúp để mà nó có cái độ gọi là cái độ cứng à. Sau này mà khi mà mình hướng dẫn cho các bạn modeling những cái cao cấp hơn á, những cái phức tạp hơn, mình sẽ nói rõ hơn là tại sao lại dùng tứ giác mà không được dùng tam giác trong modeling hyperbole, dạng hạn chế tam giác ha. Lý do là nó cũng liên quan rất là nhiều đến subdivisions và cũng như là anatomy và topology. Mình nói ở đây thì mình nói hơi hơi thừa, hơi thừa. Rồi, tăng lên. Rồi, 3, 2 đi. 3, 4 đi, giống như cái trên, mà cái trên thì mình giảm xuống 2 thôi, mình không còn thấy nhiều, còn thậm chí tắt luôn cũng được. Lưu lại ha. Rồi. Thì bây giờ có một cái sự khác biệt và các bạn cũng phải phân biệt rõ cái chỗ này. Thế là cái lúc đầu mình dùng cái này mình không dùng Solidify đúng không? Mà mình phải vô trong đây để mình tăng, mình tạo ra những cái lớp trong này. Bởi vì hai cái face này là hai cái face khác nhau. Cái face trong này và cái face ngoài là khác nhau, nó bị cách biệt với một cái face là cái face này. Đúng không? Cái face dưới. Còn riêng cái này á thì chúng ta dùng một cái face duy nhất, nhưng mà chúng ta sẽ solidify nó ra, nên các bạn sẽ thấy bên trong nó cũng vậy, nó cũng các bạn ở đây không thấy nè. Đó, nhưng mà trong trong nó cũng có thôi, tại nó cũng là một cái face thôi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy cái mặt ở bên trong này á, nó cũng được smooth luôn. Tương tự. Thấy không? Nó cũng smooth tương tự luôn, các bạn đã phải làm việc nhiều. Đó là bởi vì cái Solidify nó sẽ copy cái file ở phía trước, nó dời vô trong, nghĩa là nó copy luôn cái lưới. Hiểu không? Các bạn hiểu không? Nó copy luôn cái lưới đó, nó dời vô trong. Copy luôn cái hệ lưới này, thì cái hệ lưới này mình đã chia sẵn rồi, nó dời vô trong thì nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp đâu. Rất là dễ hiểu. Và các bạn lưu ý là nếu như mà tốt nhất là nên để cái Solidify này ở trên, thì cái thứ tự làm việc của nó theo từng lớp. Thì lớp đầu tiên nó làm việc là lớp Solidify, nó sẽ tách ra, sau đó nó mới chia đều đó, nó tách ra. Nếu như mà còn nếu như mà các bạn mà chia đều xong các bạn mới tách, thì cái phần tách ra nó rất là nhỏ, cái lòng nó rất là thô. Hiểu không? Các bạn hiểu không? Tại mình chia đều ra rồi mình tắt nè, mình chia đều ra rồi mình mới tách, thì nó bị nó không có smooth lại. Còn mình smooth rồi mình mới tách ra thì nó lại mượt hơn. Đó là những khuyến cáo mà mình muốn nói. Rồi thì các bạn lưu ý là nhớ những cái đường á trong subdivision surface, mà khi các bạn làm như thế này á, những cái đường này ha, nó khá là sát với lại cái đường, khá là sát với lại cái đường góc, thì như vậy nó sẽ tạo ra một cái góc rất là nhọn. Nhưng mà mình không muốn nó nhọn như vậy, bởi vì cái hộp quà nó không có nhọn như vậy. Mình sẽ di chuyển nó vô trong bằng cách bấm phím hai phím G, có nghĩa là X slide, Control E, X slide đây ha, tiếng tắt của nó là hai chữ G. Bạn bấm phím G, các bạn di chuyển cái nào nó cũng chỉ nằm ở trong cái khu vực của cái face của cái lưới đó thôi. Đó. Thì khi mà các bạn càng kéo về trong thì nó càng bo tròn cái góc lại, như các bạn thấy ha. Vậy nên mình không muốn cái này nó quá tròn, nó quá nhọn, nên mình sẽ đưa nó vô trong một chút. Thì cái này cũng là cách để mà các bạn điều chỉnh cái độ nhọn cái góc của cái Subdivide. Thì các bạn có thể xem thêm cái clip về artifact, clip như clip đó nằm ở trên clip này nè, trong cái playlist playlist và modeling đó. Mình muốn cho nó bo lại một tí đó, các bạn có thấy nó bo lại ha. Cái này mình nghĩ cho nó trong một chút nữa. Có những thao tác mình làm mà mình không có giải thích thì các bạn tự tìm hiểu lại những cái clip trước thôi, mình đã nói kỹ rồi. Rồi, ok, đẹp, hợp lý. Đó, đó là cái hộp ha. Tại vì mình nói nhiều á nên clip nó khá là dài về khoảng cái hộp, chứ còn mà nó như bao nhiêu làm thì nhanh lắm đúng không? Các bạn thấy bao nhiêu làm nhanh lắm, tại mình ngồi tốn hơn 70% thời gian để nói về những cái modifier và những cái kỹ thuật rồi. Rồi, bây giờ xong cái hộp ha. Bây giờ chúng ta qua cái phần ribbon.